xin chào bà con và các bạn nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thế hôm nay là ngày 30 tháng 7 2023, cũng là hết năm rồi. Thế thì báo cáo bà con là một số vừa rồi thì bà con hỏi là làm chú cấp tạo, thì tôi hướng dẫn bà con là hôm nay chúng ta không cần làm, bây giờ là bà con không làm chú cấp tạo nhé. Và bà con sẽ có những chú già nào mà đàn đông thì tôi hướng dẫn bằng cách một cái mẹo bà con là làm chú, người ta gọi là chú kế ngôi. Thì báo cáo bà con là chú kế ngôi thì tôi làm thế nào, thì hôm nay là cũng hướng dẫn cho bà con là cái cách làm chú kế ngôi. Thì chú kế ngôi là chú rất tốt. Thế nên là báo cáo bà con là sẽ học tôi cái cách làm chú kế ngôi. Thì báo cáo bà con ở đây, để cho xem bà con xem cái đàn ong này. Đây, cái đàn ong là đàn ong 4 cầu, hiện nay là rất đông mà đã 30 tháng 7. 30 tháng 7 mà bây giờ là báo cáo với bà con là 30 tháng 7 mà nếu như mà bây giờ mà rút cầu đi thì rất là phí. Rút cầu đi rất phí. Thế nên là bà con là nếu có những cái con chú già nào hoặc là con chú dự phòng. À, con chú dự phòng già nhá. Tức là bà con có một chú già dự phòng thì bà con sẽ làm được một cách kế ngôi như tôi thế này. Thì nếu như bây giờ là đàn ong, bây giờ là 30 tháng 7 và bây giờ là đàn ong đang đông đẹp như thế này. Như tôi vừa xịt nước thủ đúng rồi. Thì bà con muốn làm chú kế ngôi thì bà con sẽ chia đôi đàn ong 4 cầu này ra. Chia đôi đàn ong 4 cầu này ra. Mà bây giờ là đàn ong 4 cầu thì bây giờ là nó đưa chia sang đây thì nó có một cái hay là có chú già ta sẽ tạo được đàn kế ngôi và sẽ có chú kế ngôi và chia được hai đàn. Đấy là cái được. Thế còn cái mà không được thì đàn ong đang 4 cầu. Chúng tôi đang 4 cầu chủ yếu là để khi đàn ong 4 cầu nó phát triển mạnh lên thì quân đông và sẽ diệt được, nó sẽ chống chọi với ong rừng. Đấy, ong rừng bây giờ cũng là rất nhiều. Thì nó có một cái là kém ở cái chỗ là chống chọi ong rừng. Nhưng mà nó có lợi thế là ta chia được đôi đàn. Thì nếu như giảm cầu đi thì rất phí. Nên báo cáo bà con là ta sẽ muốn hình thức để làm chú kế ngôi thì ta sẽ chia sang đây hai đàn. Chia thành hai. Đây nhá, bà con nhá. Này thì tôi chối mới quay mặt xong mà cả bốn cầu đều có nhổ nhộng thế này rồi. Mà bây giờ mà giảm một cầu đi thì nó rất phí một cầu ong. Thế nên báo cáo bà con là nếu như cô chú già dự trữ thì ta sẽ làm bắt cái đàn này nó phải kế, nó sinh ra cái chú kế ngôi. Đấy, ta sẽ chia sang đây. Và nhìn chú, đầu tiên ta sẽ nhìn chú. Cái đàn này đàn chú tơ nhá bà con nhá. Tức là cái đàn gốc này là cái đàn chú tơ. Đàn này là chú tơ mà tôi chưa cất cánh. Đấy, mà đang đẻ rất khỏe thì ta chia sang đây hai cầu. Ta sẽ chia sang đây hai cầu. Đấy. Đàn này chú tơ cho nên 4 cầu nó vẫn đẻ nhiều đầu nhộng thế này. Bây giờ ta nhìn chú này. Ta nhìn chú, hễ mà không thấy chú thì ta sẽ cắm con chú, giới thiệu chú già vào đây. Thì con chú già đây là nó sẽ làm chú kế ngôi ngay. Thì bà con sẽ có chú kế ngôi. Đấy, thì báo cáo bà con là ta nhìn chú nhé. Đây là con chú tơ cũng chưa cắt cánh. Mùa chú mùa này thì sang tháng 7 này thì chú nó sẽ không to như là cái lúc chú tháng 5, tháng 6 đâu. Bởi vì chú này sang chú tháng 7 rồi nó cái mức ăn kém và nó đẻ giảm sút đi cho nên là con chú nó không to. Đàn này chú của tôi là chú chưa cắt cánh, chú rất là đẹp, chú đang đẻ mạnh. Đấy, tức là bên này là không có chú rồi. Bốn cầu đều đẻ khỏe như này bà con nhé. Vâng, như vậy là tôi nhìn thấy con chúa nó ở bên này rồi bà con nhé. Đây con chúa bên này rồi. Thế ta xác định là con chúa nó ở bên này rồi. Thế báo cáo bà con là cái nửa bên này là không có chúa. Cái nửa bên kia là có chúa. Người ta giới thiệu con chúa già vào đây. Và bắt buộc con chúa già, đây là con chúa già cắt cánh nhé. Chú già đã cắt cánh, nó làm cho con chú già đây là đã bị dị dạng rồi thì là nó sẽ làm chú nuôi ngôi ngay. Thì lúc đó ta sẽ một tuần sau đó thì ta sẽ sử dụng chú nuôi ngôi hoặc là tự nó sẽ nuôi ngôi. Đấy, nó có thể là làm nuôi ngôi từ 1 đến 3 con. Thì ta sẽ khi chú nuôi ngôi già thì ta có thể là thay thế hoặc là ta có thể đi lấy chia vào đàn khác thì ta lại có chú dự phòng.
Đây là có chúa dự phòng của chúa nối ngôi nha bà con nhé. Đây hai đàn ông, bà con nhìn hai đàn ông bốn cầu này là vẫn có thể vượt hè tốt mà vẫn phát triển tốt. Còn nếu như mùa này mà không lấy mật rồi thì bà con nuôi đàn ông thế này thì nó hơi phí, đông quá hơi phí. Mà giảm cầu đi, giảm cầu đi thì rũ đi rất là phí cầu. Nên bà con ta tận dụng, vẫn sử dụng bốn cầu này, đồng thời ta chia được hai đàn ông. Đấy, mà đàn ông chúa già bên này thì từ nay đến tháng 10, tháng 11 ta lại nhân đàn thì con chúa này ta lại thay, hoặc bây giờ đưa vào đây là nó làm cấp tạo, nó làm chúa nối ngôi ngay. Bây giờ tôi sẽ sang cái đàn kia tôi lấy cái chúa dự phòng của tôi nhá. Bà con sẽ xem tôi lấy chúa dự phòng này. Đây báo cáo bà con là cái đàn này là cái đàn ba cầu, cũng chúa tôi đã có một chúa dự phòng là chúa già cắt cánh. Đây là chúa già cắt cánh nhá, bà con nhá. Đây chúa già cắt cánh này. Thế thì tôi lại giới thiệu về cái đàn lúc nãy hai cầu chia ra. Tôi lấy giới thiệu về đây. Thì bà con biết tại sao mà nó lại là nó nối ngôi không? Nối ngôi là vì cái chúa này là con chúa già. Chúa già. Mà tôi giới thiệu vào đây thì cái đàn kia lúc nãy nó là chúa tơ. Chúa tơ nó đẻ khỏe thì nó ở bên kia thì nó không nối ngôi, nhưng mà khi giới thiệu chúa già vào cái đàn chia này thì lập tức cái đàn chia này nó sẽ làm chúa nối ngôi, người ta gọi là chúa thay thế, hoặc có nơi người ta gọi là chúa kế ngôi. Đây là con chúa già cắt cánh. Bây giờ tôi thả ra này, con chúa này tôi dự trữ rất lâu rồi, cũng phải gần một tháng rồi, nhưng nó vẫn sống, bởi vì là khi mà mình dự trữ thì mình cho phấn hoa vào đây, cho phấn hoa vào đây và nó vừa ăn mật nó vừa ăn phấn hoa. Bình thường nó không đẻ thì nó ăn phấn hoa và ăn mật thì nó vẫn sống lâu nhé bà con nhé. Đấy, tôi tiếp tục giới thiệu này, bà con nhìn tôi giới thiệu đấy. Giới thiệu không không cắn chúa này, ta phun nước đường nhạt. Đây đợi chúa đấy, đấy chúa già đã bò xuống rồi. Như vậy chúa già này một tuần sau là sẽ đẻ và nó tiếp tục làm chúa kế ngôi nha bà con nhé. Chúa kế ngôi thì từ 1 đến 3 con, thì sau đó bà con có chúa kế ngôi thì bà con thích làm kiểu gì thì bà con làm. Đấy, thì như vậy là tôi đã hướng dẫn cho bà con là cách tạo chúa đàn chúa kế ngôi. Ta chia một đàn ông khỏe, giới thiệu một con chúa già cắt cánh thì lập tức cái đàn giới thiệu chúa này vào nó sẽ làm chúa kế ngôi, thì sau khi đó bà con sẽ sử dụng chúa kế ngôi để chia đàn hoặc thay chúa thế nào đó là cái việc của bà con nhé. Vâng, video đến đây là giới thiệu cho bà con đã kết thúc. Và bà con thấy hay thì đăng ký kênh và chia sẻ nhé. Vâng, xin chào.